Tín Hiền chào bác nhá, chào bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá, quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn này. Các bác có nhu cầu hàng hóa được vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp hình nhá, gọi điện theo hai số đấy để em tư vấn và chốt đơn hàng. Lưu ý em là hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác hàng đó là cái bình mỏ vịt này. Đấy, báo giá bác luôn là 140.000 một chiếc này nhá. 140k cho một chiếc bình mỏ vịt này. Cái sản phẩm này thì dung tích một chiếc bình này sẽ là 2 lít nhá. Đấy, 2 lít. Bình này thì có giữ nhiệt nhá, nhưng mà nó giữ nhiệt theo dạng tương đối thôi, không được nhiều lắm đâu ạ. Vì cái giá nó giá thành hợp lý. Nói chung là các bác giữ nhiệt trong khoảng tầm vài 3 tiếng là ok. Đấy. Còn nếu mà giữ nhiệt lâu thì không được đâu ạ. Giữ nhiệt khoảng tầm vài 3 tiếng là ok. Đó, chất liệu là nó thì là inox 304. Rất là đẹp, sáng bóng, đẹp chất lượng nhá. Đấy, nó thiết kế được dạng màu vịt này, cầm nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, về các bác dùng để pha chè, hãm chè các thứ ở đây, rồi là các bác có thể chứa nước nóng. Đấy, giữ nhiệt trong khoảng tầm 2 đến 3 tiếng nhá. Dung tích 1 lít 2. Đấy, hàng này của thương hiệu Good Duck này. Good Duck hình con vịt. Thương hiệu này thì rất là nổi tiếng về chuyên về những cái đồ gia dụng rồi. Đấy, hàng nó hàng hãng chứ không phải hàng trôi nổi nhá. Và dung tích là 2 lít thì các bác dùng gia đình cho tứ tiện thoải mái luôn. Đó. Mà giá thành nó rẻ, nó chỉ có 140k thôi. Lên mã em sẽ là phẩm là cái bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn, 140k. Đó, các bác muốn mở thì các bác ấn ngay lên thì nó sẽ mở con này lên. Còn các bác muốn đóng kín lại thì ấn ngay xuống cho. Đó, nó sẽ nịt kín lại luôn nhá. Ở đây nó có cái phần gioăng cao su này. Đấy, nên là nó giữ rất là kín luôn bên trong này. Bên trong su 34. Đấy, thiết kế theo dạng bình mỏ vịt nhá. Nhìn rất là đẹp. Đó, sang trọng lịch sự, đẹp lắm, màu vàng rất ok luôn. 140k nhá, 140k. Lên mã em sẽ là cái bình mỏ vịt nhá. Đấy, bình mỏ vịt dung tích là 2 lít. Đấy, dung tích 2 lít. 140.000 cho một chiếc bình mỏ vịt này. Đấy, 140k thôi. Giá thành hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok. Nói chung là cũng chất lượng đấy. Đấy, nói chung là dùng ok lắm. Các bác dùng gia đình cái thứ cũng hợp lý phết đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm xanh, cái cây kìm này để chuyên về các bác cắt chân linh kiện này, các bác cắt dây đồng, dây kẽm này. Đấy, chuyên này các bác dùng để cắt chân linh kiện nhé. Đấy, cắt linh kiện thì rất ok đây. Cắt bác xem đây, em lấy cái miếng bìa cắt tiết bác xem này. Con này thì khá sắc bén luôn, cắt cực kỳ ngọt như này. Đó, cắt rất ok. Đấy, các bác về dùng cắt dây thép, dây đồ, cắt chân linh kiện này rất hợp lý luôn. Đấy, cắt dây đồng, dây điện cũng ok luôn nhá. Nó nhỏ gọn tiện lợi, nhỏ nhưng mà có võ. Đấy, cắt rất ngọt luôn. Cái phần lưỡi nó rất là ngọt đây. Đấy, lưỡi cực kỳ ngọt nhá, cắt cực kỳ ok luôn. Có phần lò xo trợ lực này. Đấy, lò xo trợ lực hợp lý, giá thành hạt rẻ 30.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được cái cây kìm xanh. Kìm xanh nhá, bên em đang bán một cây kìm xanh này với giá sẽ là đi 30k này, kìm xanh. Kìm xanh chuyên này bác cắt chân linh kiện, cắt dây điện đấy đó, dây kẽm rồi. 30k đâu nhá, 30k, nhỏ gọn tiện lợi. Đấy, bác nào mà anh em thợ điện rồi là thợ điện tử xài con này ok này. Đấy, cắt chân linh kiện, cắt đồ đạc thứ ok cho em luôn. 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Em cũng báo giá luôn, đang bán một cái bộ kéo cắt tóc này với giá sẽ là 140k nha, 140k. Lên mã em sẽ là cái bộ kéo tóc nhá, bộ kéo tóc, đó, kéo cắt tóc nhá. 140.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc nha. Đây em sẽ review bác xem thực tế về sản phẩm này. Bộ này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp này, nguyên vỉ, nguyên bao luôn. Đó, mới nguyên vỉ luôn nhá. Đây, đấy, mới nguyên trong bao, đựng đi kèm một cái bao da đựng để các bác để kéo này, bên trong này sẽ gồm có là 2 cây, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa nhá. Đây là cái cây kéo chuyên để bác cắt tỉa này. Đây, cây này chuyên để bác cắt tỉa này. Hàng hiệu Kai Japan, đó, rất sắc bén luôn nhá. Đây, đó, cây này chuyên để bác cắt tỉa này, hợp lý luôn, sắc bén lắm, cắt ok. Tiếp theo thì là một cái cây chuyên để các bác cắt thường này, cây này cắt thường. Đó, đây. Đi các coi nhá, đẹp lắm, bộ này đẹp, chất lượng, hàng của Kai, yên tâm về chất lượng rồi, dùng cực kỳ sắc bén, bao dùng bao sắc mang luôn. Cắt cực kỳ ok. Đấy. Một bộ sẽ gồm có là 2 cây. Đấy, 2 cây, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa, hàng của thương hiệu Kai Japan. Đó. Và đi kèm cho bác là một cái bao da đựng như thế nữa để khi mà các bác sử dụng mà chẳng may là các bác có bị làm rơi kéo là nó có cái bao da nó đỡ này. Đấy, chống sốc này, chống bị vênh kéo thứ này. Đấy, vì cái dòng kéo cắt tóc này các bác dùng cũng nên để ý cẩn thận nhé. Mình có va đập vào, mình có làm rơi là nó lần sau không được cắt đâu, nó vênh kéo không được cắt luôn nhá. Đấy, các bác dùng cũng nên cẩn thận cái sản phẩm này nhá. Kéo cắt tóc nhá, đang bán một bộ cả 2 cây luôn với giá sẽ là 140.000.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con bóng đèn 4 cánh nha. Lên mã em sẽ cái bóng đèn 4 cánh nhá. Con này thì về bác dùng gia đình này, cần những cái ánh sáng rộng này, lắp ở những cái chỗ nào mà nó rộng này. Đôi khi những cái bóng nhỏ không để chiếu sáng hết được nha, bác mua này xem. Con này công suất của nó 100W nhá. Đấy, 100W, sử dụng điện 220. Ánh sáng cho ánh sáng màu trắng, đuôi sử dụng sẽ là đuôi xoáy nên là về bác rất là dễ dùng, dễ lắp đặt này. Đấy, nó sẽ xòe ra hình như một chiếc cánh quạt này, như một chiếc quạt trần này. Đấy, các bác dùng để lắp thắp sáng nhé. Nó sẽ sáng nó 4 cánh vùng quay và một cái chóa tròn ở giữa. Con này thì hiện tại em đang gửi bác giá tốt luôn, 90.000 một chiếc nhá. Lên mã cho cái bóng đèn 4 cánh, bóng 4 cánh nhá. Đang bán sẽ là 90k cho một chiếc bóng đèn 4 cánh em nhá, 90k. Đó, ok luôn. Hàng thì sử dụng dòng chip led siêu sáng, tiết kiệm điện và cái tuổi thọ pin, cái độ tuổi thọ sử dụng bóng rất là lâu. Đó, cái này thì bữa trước thì em đang bán khoảng tầm 1-2 năm trước, có những cái lúc mà nó lên cao điểm, con này hot lắm, cao điểm 150-200 một con luôn. Đấy, đợt này nó về hàng thì nó về đều thì như là giá nó sẽ tốt hơn, 90k nhá. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 4 cánh. Đó. 90k một quả này, công suất là 100W nhá. Đấy, dùng ánh sáng gia đình hợp lý này. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thắt lưng cá sấu vàng này. Đó. Giá thì hạt rẻ lắm, 130.000 một sợi này nhá. Dòng thắt lưng vân cá sấu cực kỳ đẹp luôn, da rất là mềm, mặt rất đẹp này. Đó, đây. Ở mặt nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng lấy cài này, để khi em bóc ra bác coi. Nói chung là con này thì với tầm giá này thì một cái sản phẩm rất là chất rồi. Quá ok đấy, các bạn nhìn phần mặt này, quá đẹp luôn, lẫy cài các bạn nhá, lẫy cài. Đó, đây còn đây là phần da này. Đó. Da vân lên rất đẹp nhá. Da mềm, chất lượng, nói chung là ok. Các bác cầm lên thì nhìn cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác đeo lên nhìn cực kỳ chất lượng luôn. Đó, nhìn sang trọng, đẳng cấp, lịch sự. Giá thì hạt rẻ nữa. Đấy. Nguyên con này là nguyên cả cái hộp này, đi kèm cả hộp luôn. Các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng chưa? Đấy, mua về sử dụng là các bác được nguyên cả hộp này luôn rồi này. Được luôn cả cái hộp luôn, quá chất luôn. Đây. Đấy, mua về làm quà đấy, các bác để trong này mang đi tặng quà cũng ok luôn nhá. Đó, đây để đây. Mang đi tặng quà ok luôn này. Đấy, quá ok luôn. Đây là da nhá, mặt da ngoài này, quá đẹp luôn. 130.000 với nhau, 130.000. Lên mã em sẽ là sản là cái thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đang bán cho bác là 130k. 130.000 cho một cái sản phẩm thắt lưng cá sấu vàng nha. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng 130k rất là đẹp luôn. Đó, mặt như các thứ các bác vừa coi rồi, rất đẹp. Đó, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho 130.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp tất Puma 5 đôi. Dòng này thì nó là dòng đẳng cấp rồi các bạn. Dòng hộp tất Puma 5 đôi này. Quá xịn luôn nhá. Đấy, quá xịn, quá đẹp luôn. Đây. Đó. Đây cho bác coi nhá. Rất là xịn luôn này. Một cái hộp này sẽ gồm có các bác là 5 đôi tất, rất là dày, rất chắc chắn luôn. Đó, 5 đôi cực kỳ dày, chắc chắn. Hàng tất cao cổ nhá. Cái này đi quá mất cá chân. Dày lắm, tất này tất dày lắm. Hàng tất lại một, tất rất là dày. Đó. Dòng này thì 85% nó là cốt tông nên yên tâm là đi nó không bị hôi chân hoặc thối chân nhá. Giá đang bán một cái hộp tất Puma 5 đôi nha. Với giá sẽ là đi 80k. Lên mã em sẽ là cái tất hộp tất 5 đôi nhá, hộp tất Puma 5 đôi này, Puma 5 đôi. Đó. Với giá sẽ là 80k cho một đôi tất hộp tất Puma 5 đôi này. Đấy, đây mã em sẽ là hộp set tất Puma 5 đôi, bán cả hộp 5 đôi luôn nhá. Với giá sẽ là 80k. Đấy, hàng rất là chất luôn. Đây nhá. Đấy. 5 đôi này. 2 4 5 này. Đó. 80.000 một set này nhá, 80.000 cho một set này. 80k, cứ 80k một set này nhá. 80k một set 5 đôi. Cứ lên mã thì em sẽ là tất hộp tất Puma 5 đôi. Đấy, hộp tất Puma hàng của hãng, hàng của Puma. Puma thương hiệu về con hổ rồi, rất là chất lượng, rất nổi rồi. Đó, 5 đôi. 5 đôi tất này với giá sẽ là 80.000 cho một cái lỗ tất Puma 5 đôi nha các bác nhá. Đó. Rất là đẹp luôn đấy. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay lên mã luôn đấy bác, cái mã hàng đó là cái đèn vi nhôm lông quay bác coi này. Cái đèn này hay lắm. Nó nhỏ gọn, tiện lợi, dễ sử dụng mà đi kèm có cả pin sẵn luôn thì về các bác cứ việc xài thôi. Giá sản phẩm cái cây đèn pin nhôm này với giá sẽ là 160.000. Hàng của Polycare Made in Japan. Đó, tay cầm rất nhỏ gọn, nó khoảng tầm 20cm thôi. Đấy, các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền này, rồi là các bác đi rừng, đi núi, đi ghe, đi thuyền các thứ này, rồi là các bác bảo vệ với các đi làm ok.
Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn này, đi kèm là sẽ có là hai pin và một sạc, các bác nhá, hai pin một sạc. Pin này thì nó sử dụng pin sẽ là pin 18650. Đây là khi mà các bác ví dụ có hỏng pin thay thế pin thì rất là dễ kiếm rồi. Và hiện tại bên em cũng đang bán pin này luôn. Nếu mà các bác có nhu cầu mua kèm thêm pin này thì bên em đang bán một viên pin 18650 với giá sẽ là 20.000 viên nhá. Thì các bác có nhu cầu mua thêm thì cứ alo, các bác có thể đặt thêm. Còn sẵn ở đèn này nó có pin hai viên pin này đi kèm rồi thì rất là dễ dùng. Đây các bác tháo những phần nắp pin ra này, sau đó là lấy cái lẫy ra lắp cho em hai viên pin vào đây. Đó, lắp hai viên pin, lắp đúng cực cho em nhá. Ở đây nó có cực âm dương này đánh dấu này. Đấy, các bác lắp cho em đúng cực vào. Đó, sau đó là các bác cho vào đèn, xoáy cái nắp còn lại này vào của nó, lò xo đẩy khá căng ấy. Và các bác bật nút và sử dụng thôi. Đây, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, con này 3 chế độ sáng nhá, 3 chế độ sáng. Sáng nhất, sáng vừa và sáng SOS nháy cảnh báo này. Đó, đèn soi cực kỳ xa. Cái tâm của nó rất là sáng nhỉ, cái tâm nó sáng trắng luôn nhá. Đó. Thấy không? Tâm sáng trắng luôn, rất ok luôn nhá. Đó. À, 160.000 nhá, bao gồm là cả sạc, cả pin, cả đèn luôn là 160.000. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn pin nhôm. Đấy, đèn pin nhôm, toàn bộ phần thân đèn là toàn bộ bằng nhôm. Đấy, nên em lên mã em sẽ là đèn pin nhôm nhá. À, 160k cho một cái sản phẩm cái mã đèn pin nhôm này, 160.000 một chiếc đèn pin nhôm nhá, 160k dùng ok lắm. Rồi em qua cái mã sản phẩm tiếp theo. À, máy massage 4 cấp độ massage và 6 cấp độ massage và 4 đầu massage khác nhau. Cái này thì dùng cũng khá là ok đấy. Các bác đang bị đau người đau ngợm này, đấy, các bác mua về sử dụng massage người ngợm. Đấy, bác đang đi làm xong ngày mệt mỏi này, rồi là đi tập thể dục thể thao, cơ bác có thứ đau, các bác mua về massage cho em khá ok. Đây, con này các bác muốn bật thì các bác giữ lì nhá, bật thì giữ lì và các bác ấn một lần thì nó sẽ tăng cấp độ lên 6 cấp độ nhá. Còn các bác muốn tắt đi thì giữ lì, bật tắt là các bác cứ giữ lì nút này nhá. Còn đây là cái phần chân sạc. Đó, con này nó sạc tích điện được các bác nhá. Và đi kèm sẽ có dây cáp sạc này. Sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn 5V, các bác cắm sạc vào đây. Sau đó cái đầu còn lại, đầu chân USB các bác cắm chung với cái cục sạc điện thoại này mình là các bác có thể sạc cho cái máy đấm rồi. Đấy, cầm khá đầm chắc tay. Và đi kèm các bác là 4 cái đầu massage khác nhau này. 1 2 3 4 đầu massage nhá. Đấy thì các bác cắm vô đây. Sau đó là các bác bật lên các massage này, em sẽ test bác xem qua luôn nhá. Đấy, con này lực đấm rất khỏe nhá. Đây, con nhìn này, tay rung luôn này. Đấy, đây. Đấy, thấy không? Đây nhìn này, rung khỏe lắm luôn nhá. Nảy binh binh luôn nhá. Đấy, thấy không? Nó rung khỏe lắm. Cái này bác đấm vào cơ bắp có thứ là tê cơ luôn này, con nhìn này, đấm này. Đấy, cơ bắp phê luôn. Đó, và 4 đầu massage cho tất cả các vị trí trên cơ thể luôn. Đấy, massage vùng cổ vai gáy này, massage lưng này, massage lòng bàn tay bàn chân này, rồi là massage cơ bắp này, đầy đủ. Giá thì hợp lý rồi, là này đang giảm rất là tốt luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm cái con máy massage nhá. Máy massage đang bán một con massage, máy massage này với giá sẽ là 160k, 160.000. Hàng hàng bên em đang bán sẽ là hàng lõi đồng, hàng lõi kim loại nhá, nên là dùng rất là bền. Đó, 160.000 một cái con máy massage. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường quá mọi người ạ. Mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm. Nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm, để mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay, gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể. Có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi. Đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân. Đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng. Đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm. Đây, cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Đọc cái sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm đó, cái này hiện tại bên em đang bán cũng khá là chạy luôn. Các bác mua về làm quà cho người thân này, để mua về các bác đông người đông ngọn, mua về massage người ngọn. Nói chung là rất là thoải mái luôn đấy. 160k luôn nhá, 160.000. Còn máy massage 6 cấp độ rung và 4 đầu massage khác nhau, 160k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái kìm bấm cốt này, kìm bấm cốt vuông nhá. Cái này thì dùng rất hay, các bác mua về anh em thợ thuyền hay đấu điện này, rồi các bác dùng gia đình đấu điện em rất ok. Một cái bộ này, bộ sản phẩm sẽ gồm có một cái cây kìm đấy, và một cái bộ đầu cốt nhá. Một cái hộp đầu cốt này sẽ gồm có 1200 đầu cốt, tất cả các loại kích cỡ khác nhau luôn, từ điện 1 pha đến 3 pha đầy đủ các bác luôn, về các bác xài thoải mái luôn nhá. Đây, một hộp 1200 đầu cốt khác nhau này, nó sẽ gồm có các loại đầu cốt này,
từ đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 0.5 ly nhá, cho đến đầu lớn nhất sẽ là đầu 10 ly, 6 ly, 4 ly, 2 ly rưỡi, 1 ly rưỡi này, 1 ly này, 0.75 ly này và 0.5 ly này. Nó sẽ gồm có là tất cả các loại các cỡ đầu cốt trong này để về bác sử dụng các bác xài nhá. Đó, những cái đầu to có luôn này. Đầu to, đầu nhỏ luôn. Cái này rất là dễ xài thôi. Để về các bác luồn cái dây điện vào cái đầu cốt này, xem cái đầu dây này nó phù hợp với cái đầu này thì các bác cho vào, sau đó các bác cho vào cái kìm này. Các bác kẹp là nó sẽ cho ra một cái đầu cốt nó vuông. Đấy, cái đầu cốt nó vuông. Khi mà các bác xài nó các bác đấu điện ấy là cái đầu cốt nó vuông ấy, mà nó cái tiết diệm nó tiếp xúc tốt ấy, là nó bị mô ve nó bị chập cháy nhá. Đấy, dùng rất ok. Đấy, con này nó gọi là kìm cốt vuông là vì sao? Đấy, vì cái đầu cốt này của nó là đầu vuông này nên hay gọi là kìm cốt vuông nhá. Đấy, một bộ này thì em báo giá luôn. Đang gửi bác giá sẽ là đi 250.000 bộ nhá. Lên mã em cho cái bộ kìm cốt vuông. Đấy, kìm cốt vuông nhá. 250.000 một bộ. Và bên em bao ship tận nhà luôn. Nó sẽ gồm có là một cái kìm và đi kèm là 1.200 cái đầu cốt. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này để các bác dễ hình dung hơn này. Đây các bác cùng xem lại đây. Anh ơi em đang làm. Đây. Hôm nay em sẽ lên cho bác cái kìm bấm cốt vuông nhá. Đấy, cực kỳ đẹp, an toàn đó nhá và tiện lợi luôn. Bây giờ test thực tế thôi nhá. Điện đó, đấy cứ đấu nối nó túng cụm như thế này. Đấy nó hở điện đấy và rất dễ bị chập cháy nhá. Thì các bác sẽ xử lý như thế nào? Đấy, các bác tháo ra cho em. Yeah. Chúng ta sẽ chọn ra một cái đầu cốt nó to phù hợp nhá. Đây em sẽ lấy cái đầu cốt màu vàng này. Đây em rút nó vào. Đấy. Rồi. Và các bác lấy cái kìm bấm cốt này, các bác bấm đi. Đẹp đẽ luôn. Đây, rồi, ok chưa? Rồi. Ok chưa bác? Đấy con nhìn nó vuông đét luôn này. Đấy bấm nó vuông đét luôn. Rồi. Ok chưa bác? Đẹp đẽ luôn. Đúng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp vào nhá. Đấy khi mà các bác lắp vào những cái chân ví dụ như chân cầu dao, cầu chì rồi là chân automat này. Các bác sử dụng cái chân này thì nó không bị mô ve, nó không bị đánh lửa đâu nhá. Đấy không bị mô ve, không bị đánh lửa, nó an toàn, không bị chập cháy ạ. Mà cái điện nó tiếp xúc tốt với nhá. Rồi. Đấy các bác nhìn nó an toàn này và đẹp đẽ hơn chưa các bác? Nhìn nó cũng thẩm mỹ hơn. Sản phẩm này gồm có kìm này các bác này và những cái đầu cốt đây các bác nhá. Các bác thợ có cái kìm này mang đi làm thì nó cũng chuyên nghiệp hơn hẳn nhá. Đó thực tế về sản phẩm nhá. 250.000 bộ. Các bác vừa xem ra đây. Ở đây em chưa kịp lấy cái dây điện này bấm thử xem một cái đầu nhá. Xem nó vuông nhỉ. Đấy các bác chỉ việc là cho cái đầu vào đây thôi. Bóp mạnh này, để cho cái đầu vào đây. Và các bác bóp cho em một lần thật mạnh này, bóp thật mạnh nhỉ. Đấy, bóp thật mạnh các bác thả tay nhá. Đó, thả tay ra. Đã bắt đầu cái đầu cốt các bác nhìn nó vuông đét luôn này. Đấy khi mà nó vuông như này thì các bác để vào trong cái phần nguồn điện ấy nó không bị mô ve, nó không bị chập cháy nhá. Và cái tiết diện điện nó tiếp xúc tốt đấy, thì nó sẽ điện nó sẽ đi đều hơn. Đấy, không lo chập cháy thứ gì. 250.000 bộ nhá. 250.000 bộ bao gồm là một kìm và 1.200 đồng cốt. Về đặc biệt cho anh em thợ thuyền bấm thoải mái rồi các bác sử dụng gia đình ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó cái đèn B2 nhá. Bên mã cho cái đèn B2, cái đèn này hay lắm. Về các bác dùng cái đèn này làm đèn ngủ này hoặc là đèn làm việc, nói chung là hoặc là đèn báo. Nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn USB nguồn 5V. Đấy, về các bác có cái cục sạc điện thoại và là cái chân USB các bác cắm vào nó sẽ phát sáng lên. Sáng khá sáng nhá, sáng phết đấy. Báo giá luôn lên mã cho là đèn B2. Cái này em bán rẻ thôi. Bán cho các bác là dễ mua này. 5.000 một cây các nhá. 5.000 cho một cái đèn này. Đấy 5k một chiếc thôi. Đấy, các bác lấy bao chiếc tính mấy đồng tiền. Thì cứ tính cho bác là 5.000 cho một chiếc đèn này. Mã sẽ là đèn B2. Đây em sẽ cắm test bác xem luôn nhá. Thì bên em có bán kèm thêm bác là cái ổ USB thì các bác có thể mua kèm cái này về các bác dùng. Đấy, nó có những cái cổng USB để về các bác cắm nhá. Cái này là cái ổ điện Thái. Ổ điện này mã sẽ là ổ điện U3. Giá đang bán sẽ là 50.000 ổ điện của Thái này. Đây, nó cắm ở đây. Cắm ở nguồn 220. Và con này nó có cả đèn báo, có cả công tắc an toàn này, rồi những cái ổ nguồn cắm điện các thứ này và ba cổng USB nha để các bác cắm. Đây các bác cắm lên chưa? Đấy nó sẽ sáng lên nha. Đấy các bác bình thường nhá. Em rút này, các bác nhìn thấy cái chữ nó đen đen nhá, em cắm vào này. Nó sáng đến nỗi chói là các bác không thể nhìn thấy chữ luôn. Đấy các bác biết là cái độ sáng nào rất là sáng luôn. Đó, ok nhá. Đây, cắm trực tiếp vào nguồn USB là xài thôi. Đó. Cái này là cái ổ U3 50.000 và đèn này sẽ là đèn B2. B2 đèn này sẽ là 5.000 một cây nhá, 5.000 một cái. Đây là cái ổ điện này, cái ổ điện U3 này, đó, U3. Nó sẽ gồm có là 6 ổ cắm nhá, 6 ổ cắm và ba cái cổng USB, 6 ổ cắm này. Đấy 6 ổ cắm này các bác cắm trực tiếp nguồn điện 220, chân dẹt, chân tròn, chân ba chân cắm, bốn chân cắm hết luôn. Và ba cổng USB nhá, ba cổng USB. Đấy thì các bác cắm những thiết bị dụng điện USB ví dụ như là cái đèn này hoặc là cái cục sạc điện thoại nhá, hoặc là các thứ đó để các bác xài. Ổ này thì ổ của Thái, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50k. Lên mã em sẽ gửi ổ điện U3 nhá.
ổ điện U3 đang bán với bác là 50.000 trong ổ điện U3 này. Còn là đèn B2, đèn B2 đèn bút B vừa xem thì đèn đấy là 5.000 một cây. Đấy, 5.000 cho cái đèn B2. Còn cái ổ điện U3 là 50.000. Ngoài ra thì đây giới thiệu luôn bác đến, đó là cái dây sạc. Đấy, cái dây sạc ba đầu để về các bác cắm sạc pin cho các thiết bị này, ví dụ như là điện thoại, những cái thiết bị sử dụng cái những cái cổng này là ok. Đây, nó sẽ gồm có là một cái đầu nguồn vào. Đầu nguồn vào là đầu USB nhá. Đấy, và sẽ gồm có là ba cổng ra. Ba cổng ra sẽ có là chân iPhone này, chân Type-C đời mới và chân micro USB, chân này là chân đời cũ. Nói chung là các bác cắm thì cắm này thì các bác sạc được cho đa năng các loại điện thoại, ví dụ như là iPhone này, Oppo, Samsung, rồi là Vivo, rồi là tất cả các đời điện thoại phổ thông nhất hiện nay. Đấy, mà các bác hiện tại đang có nha, thì các bác cứ cắm ở đây, cắm cái cổng USB của cái ổ U3 này. Đấy, sau đó là các bác cắm sạc cho điện thoại là xài thôi. Ở cái sạc này hai nữa là nó có cả đèn báo này. Đấy, thấy không, có cả đèn báo luôn nhá, để biết là nó điện nó vào hay không để các bác sạc nhá. Đó, dòng này là dòng đời mới, dây của nó sẽ là bọc silicon chống gập chống gãy. Các bác nhìn cái phần đầu này, thiết kế rất chắc chắn luôn, toàn bộ đều là dạng thép không gỉ nhá, nó bọc kín lên luôn. Đấy, kể cả cái phần chạc ba chia ra này nó cũng làm rất là cẩn thận chắc chắn. Nói chung là cái dây này thì đợt này nó về cái lô này thì các bác dùng thì rất là bền rồi. Đấy, các bác cầm cái dây đó các bác thấy nó chắc chắn rồi, mà các bác dùng thì nói chung là quá ok luôn. Dây này thì hiện tại anh em đang bán cái dây sạc ba đầu nha, với giá sẽ là 40k nhá. Lên nãy sẽ là cái dây sạc ba đầu. Đấy, sạc ba đầu thì giá sẽ là 40.000. Còn cái ổ điện U3 là 50.000, còn cái đèn B2, cái đèn USB này thì giá sẽ là 5k. Đấy, tùy nhu cầu các bác có thể mua cả bộ này hoặc các bác mua lẻ. Đấy, mua lẻ cái mẫu nào thì các bác cứ alo nhà em nhé. Dây sạc là 40, ổ điện U3 là 50, còn cái đèn B2, cái đèn B2 nhỏ nhỏ này thì là 5.000 một cây thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khay chữ nhật này. Lên mã em cái khay chữ nhật, cái này thì bán cũng khá là chạy, báo giá luôn. Khay chữ nhật này. Đấy, khay chữ nhật nhá. Khay này đang bán cho bác giá sẽ là 40.000 một khay. Kích thước là 20 x 25. À đâu, 25 x 20 các bạn, 25 x 20. Chiều dài của nó là 25 và chiều rộng là 20. Chất liệu là su 304. Đó, dùng rất ok. Khá là sâu đấy, các bác đựng được khá là nhiều đồ. Đấy, bảo quản thức ăn trong tủ lạnh này, hoặc các bác để ở bên ngoài, mình có cái khoai khay này các bác để vào ngoài ra đi kèm là hay của nó là nó có cái nắp đậy đi kìa. Đấy, nắp đậy rất là kín luôn. Đấy, các bác để đồ ăn thứ ở trong này không sợ là nó bị bay mất mùi, hoặc là để không bị sợ nó bị côn trùng của chiếc thứ nó vào. Nói chung là sạch sẽ, hoặc là các bác bảo quản đồ vứt ở trong tủ lạnh cũng ok. Hoặc là ví dụ như là mình mang cơm đi làm, đi làm công trường, công trình văn phòng trước à. Đấy, có cái khay này các bác đựng đồ ăn uống thứ này, nói chung nó sạch sẽ lắm. Khay chữ nhật nhá, lên mã em sẽ là cái khay chữ nhật đang bán giá, một chiếc khay chữ nhật này với giá sẽ là 40k. Kích thước sẽ là 25 x 20. 25 x 20 thì khá là to đấy. Đấy, các bác cứ đo thực tế đi. Đấy, khá là to, đựng thoải mái cho đồ ăn cho thứ cho em luôn. Giá hạt rẻ nó đang bán 40.000, đi kèm có cả nắp đậy đầy đủ đi kèm luôn. Đây, một bộ như này là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc khay chữ nhật nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái máy trà bếp này. Báo giá bác luôn, đang bán cái con máy trà bếp này với giá là 100.000 một máy nhá. Máy trà bếp này. Máy trà bếp 100k cho chiếc máy trà bếp này, 100.000 một chiếc nhá. Dùng hay lắm. Đấy, các bác mua về để vệ sinh khu vực bếp giáp nhà mình. Rất là tiện dụng luôn. Em cho lấy bác coi. Đó, một con máy nhá. Con này nó là dòng sạc tích điện nhá, hết pin thì các bác lại cắm sạc và xài, hết pin thì cắm sạc và xài thế thôi. Một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, một cọng dây cáp sạc này và những cái phụ kiện đi kèm, giá đỡ thứ này, rồi là đầu đánh bóng này, đầu cước cọ này. Đấy, nó sẽ có hai đầu, một cái đầu cước cọ để các bác trả này, và một cái đầu này để các bác đánh bóng này, rất là sạch sẽ nhá. Và đây cái dây cáp sạc, con này sử dụng cái nguồn sạc của nó sẽ là nguồn sạc 5V. Các bác mở vào trong cái nắp này ra, sau đó là các bác cắm vào đây là các bác sạc pin cho cái máy này thôi, có thấy đâu. Đây, bật máy này, máy chạy này. Đấy, để các bác kỳ cọ thứ này. Đấy, máy chạy khá là tít nhá. Đấy, đây em dí tay. Cái con này hay của nó là cái mô men xoắn nó rất là khỏe. Đấy các bác, thậm chí các bác có thể dí thoải mái mà không lo máy nó đứng yên đâu các bác nhỉ. Cái mô men xoắn nó, cái lực xoắn của nó rất là khỏe luôn. Đấy, nên nó không cản đâu. Nóng luôn các bác. Dí là nóng luôn. Đó, rất ok nhá. Và các bác muốn thay cái đầu khác sang này, các bác lại lắp cái đầu khác, các bác cắm vào đây. Để các bác lắp sang cái đầu khác, cái đầu là cái đầu trà, đầu đánh bóng, còn cái đầu kia là cái đầu chải để các bác cọ kiếc thứ ra. Nói chung là ok. Một con máy này thì giá đang bán chỉ 100.000 thôi, các bác mua về này. Trà bếp này, vệ sinh khu vực bếp này, son nồi, chảo niêu, rồi những cái đồ các bác cần trà. Đấy, trà những cái đồ gì các bác mua cái kê để về ấp trà là xong.
100.000 nhá, lên mã em cho cái con máy chào bếp đang bán là 100k đấy các bác. Cùng xem thực tế về sản phẩm này, bán rất ok đây. Đó, ở đây không? Gọi rất sạch nhá. Có thể là thay hai đầu khác nhau. Đó, đây không? Vệ sinh xong nồi hay bồn rửa một cách nhanh chóng, sản phẩm giúp việc nhà trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Vệ sinh bếp đó, máy chà bếp nhá, máy chà bếp đang bán sẽ là 100.000 cho chiếc máy chà bếp nha. Sản phẩm tiếp theo đi em lên luôn cho bác hàng đó là cái máy cạo râu Zandu này, lên mã cho cái con máy cạo râu Zandu nhá. Đó, máy cạo râu Zandu. Con này thì giá rẻ rồi, đợt này đang giảm rất là sâu luôn, chỉ còn có 90k thôi. Lên mã cho cái máy cạo râu bạc nhá. Đấy, máy cạo râu bạc đang bán sẽ là 90.000 cho một chiếc máy cạo râu bạc nha. 90k một chiếc máy cạo râu bạc nhá. Đây. Cho bác con này một con máy cạo râu bạc. Đấy. Chất liệu nó lại dạng nhôm. Đấy. Nó bạc bạc này rất ok. Máy chạy cực kỳ khỏe, rất là êm luôn. Đây các bác em bật máy bác coi nhá. Đó, máy chạy rất khỏe, cực kỳ êm. Và con này hay của nó là nó có phần tăng đơ. Râu các bác dài quá đấy các bác có thể bật cái phần tăng đơ ra, sau đó các bật máy lên là các bác có thể tỉa trước đi. Sau khi mình tỉa xong rồi các bác ấn cái này xuống và bắt đầu các bác cạo râu. Con này cạo râu được các bác nhớ em là các bác gì đều. Gì đều các bác ấn sát vào. Đấy, dòng này yên tâm là không lo nó bị ăn da và xước da dữ nhá. Đấy, cạo cực kỳ sạch và rất ok luôn. Máy chạy rất êm. Con này nó tích hợp luôn cái phần chân sạc ở bên dưới phần đáy máy này, các bác đẩy ra và các bác cắm trực tiếp lấy điện 220 các bác xài thôi. Con này các bác sạc một lần chắc các bác dùng cả nửa tháng luôn. Đấy, pin rất là trâu nhá, pin cực kỳ trâu luôn. Máy cắt cực kỳ là sắc và ngọt. À, máy cạo râu bạc nhá, đang bán cho bác giá sẽ là 90.000 một cây nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm như em đã mang ra quán cắt tóc để test thử bác coi đây. Các bác coi. Đó, đây nhá, râu rất là dài và rậm nhá. Con này cạo là cực kỳ sạch luôn và cạo rất là nhanh. Đấy, các bác nhìn người ta cạo này, người ta đi rất là sát, đi sát chân nhá. Và nhớ cho em là đi ngược cái đường râu nó mọc ấy, thì nó sẽ cạo nó sẽ sạch hơn và cạo nó sẽ nhanh hơn. Các bác nhìn này, sạch sẽ luôn nhá. Đó, râu dài quá thì mình có thể dùng cái phần tăng đơ đấy để các bác rút qua được đi. Đấy, rất sạch sẽ ngon lành nhá, quá ok luôn. 90.000 nhá, lên mã cho cái máy cạo râu bạc đầy đủ hàng nguyên hộp luôn nhá, 90k. Và đợt này thì bên em có về thêm cho bác là cái bộ lưỡi. Nếu có nhu cầu mua thêm lưỡi thì bên em đang bán cho bác là 20.000 cho một cái bộ lưỡi nha, 20k. Một lưỡi một màng để về bác thay thế nha. Thì các bác có nhu cầu mua thêm lưỡi thì là 20k một bộ lưỡi nhá. Để về bác thay thế lưỡi. Nếu mà lưỡi nhụt thì mình có cái mình thay thế luôn. Nhiều bác hỏi lắm nhưng mà nó không có hàng đâu. Thì thoảng nó về được ít lưỡi thôi, thì hầu như nó về máy quá. Nó không, lưỡi nó hơi bị hiếm. Đấy, vì nhà sản xuất nó đang sản xuất máy không kịp cơ, chứ còn chưa nói lưỡi vì quá nhiều mà bán quá được nên là sản xuất không kịp ạ. Lưỡi sản xuất không kịp để các bác có thể lần này còn nhiều bác chưa mua được là tranh thủ mua luôn nhá. 20k một cái bộ lưỡi này các bác nhá. 20k một cái bộ lưỡi này. Còn nguyên thân máy thì đang bán sẽ là 90.000 cho một chiếc thân máy, máy có râu bạc.